Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể gửi định vị, gửi vị trí của mình cho một ai đó biết. Ví dụ các bạn cũng có thể gửi vị trí, gửi định vị của mình cho người giao hàng chẳng hạn biết, để họ sẽ đi theo và tìm đến cái vị trí của mình. Và để các bạn có thể gửi định vị, gửi vị trí của mình cho người khác biết thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng Zalo. Tiếp đến thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần tin nhắn nhé. Và các bạn sẽ chọn cho mình một cái người nào đó mà các bạn muốn gửi vị trí cho họ nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn và tìm một người. Ví dụ ở đây thì mình sẽ gửi cho cái bạn này nhé. Tiếp đến thì các bạn để ý này, các bạn muốn gửi vị trí của mình cho người khác biết thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu ba chấm này nhá. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái ô định vị này nhá. Và ở đây thì do mình chưa bật cái dịch vụ định vị cho nên ở đây thì nó sẽ hướng dẫn và yêu cầu chúng ta bật cái dịch vụ định vị thì ở đây mới có thể chia sẻ vị trí nhá. Và mình sẽ quay trở lại này. Và để bật được cái dịch vụ định vị lên thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần cài đặt. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần quyền riêng tư nhá. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng là dịch vụ định vị. Ở đây mình sẽ bật lên nhá. Do mình đang sử dụng iPhone cho nên là mình sẽ bật như thế này nhá. Còn các bạn nào mà sử dụng những cái dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần cài đặt và các bạn sẽ tìm đến cho mình cái dịch vụ định vị để các bạn bật lên nhá. Và mình sẽ quay trở lại. Và mình sẽ vào lại cái phần Zalo nhá. Đó, khi các bạn bật cái dịch vụ định vị lên rồi thì nó sẽ vào cái giao diện như thế này. Và các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng là gửi vị trí hiện tại nhé. Và mình sẽ chọn vào gửi. Khi các bạn gửi cái vị trí của mình cho bạn bè mình biết như thế này thì khi bạn bè của bạn đọc được cái tin nhắn này và họ chỉ cần chọn vào cái phần bản đồ này là lập tức cái bản đồ này sẽ gửi vị trí của mình cho bạn bè mình biết và họ sẽ đi theo và tìm được cái vị trí của mình nhé. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể gửi định vị, gửi vị trí của mình cho một người khác biết. Xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo. Mình xin cảm ơn.